không ăn thua cho nghe nè. Cái gì ông nói là đem đồ này vô để rồi nấu nướng ăn trong này luôn thì em tưởng nhiều nhiều gì bây giờ tôi hỏi ông bây giờ ông tôi nói nghe nè. Cái gì tôi đang đói bụng lắm, thật sự luôn đói bụng lắm, tôi cố gắng là đẩy bắt đầu cái này là thì em cũng tưởng cháy được thì bắt con cá lên mình nấu này gọi là để cho mọi người coi luôn đơn giản sao ông chạy mua cho tôi phở liền thôi ha, mình đi về đó ăn luôn thôi. Bây giờ tôi đói bụng tôi về ông có nổi đâu, bây giờ ông chạy ra ngoài kia ông mua cho tôi phở đi rồi ông vô đây rồi tôi gom đồ sẵn rồi về ăn xong cái gì về à không được nha, nhớ nha. Làm quá đem mượn ông cái tô luôn, mượn cái tô luôn nghe chưa, để tôi gom đồ cho ăn ngủ thật luôn anh Khải. Đó tôi đi không được thật sự tôi có nè phở bò có bò tái luôn hả? Ừ, ăn đi rồi cái tô đâu, tô đủ đâu anh đi mua người ta ai cho tô anh mà ăn nó đầu đường mà mượn nó là mượn cho thằng Khải trong sò nó người ta chạy cho mà quen biết gì ai đâu mà cho mượn ăn đi ăn không bỏ vô nó nè trời ơi anh thì sao mà đó bỏ vô đổ vô ông bị khùng nó đổ vô nó chạy hết rồi còn gì nữa ăn thà như cơm tấm hay là bún vịt nướng này nọ thì còn khô khan ăn được, giờ này nước phải có nước mới ăn được chứ. Ờ quên ta sao nãy không mua cơm tấm tôi dặn mua phở mà mua phở hả thì tôi bởi nó mượn cái tô đó. À, không biết à quên mất mẹ ăn đi em mua cho anh thì anh ăn đi. Bây giờ vậy nè ông chịu khó ông chạy ra ông mua ông mượn giùm cái tô chứ vậy sao ăn. Anh thì anh rảnh quá anh Khải đi chịu khó mượn cái tô. Thôi, đó đi lấy hết anh ra nấu đi. Nói chung là cái mèo này là mèo biết chuyện mới chỉ anh thiệt luôn, hên xui là do cái này nó không được nên em không thấy anh luôn. À hên á hên là không được đúng không? Bây giờ nha sao lấy ra đi rồi cách ăn bún phở mà không cần tô đổ vô bọc nha. Ồ rồi cái này đổ bỏ vô, rau vô bỏ rau vô bỏ vô thích bỏ lên bỏ vô cái này áp dụng trong cái trường hợp này là quá tuyệt vời luôn rồi vậy đó. Còn anh em nào mà chưa coi cái clip thí nghiệm về lấy ga từ khí metan bùn này nè thì anh em có quay lại coi nha. Kê rồi anh đổ vô đổ nước vô luôn hả? Chảy không sao mà chảy được nó mọi người đổ vô đừng nói ông nhịn ăn nha không nhịn ăn nói đâu cái đồ đủ của tôi. Rồi cắn ra hút nước hả? Có đâu, ăn uống đàng hoàng luôn á. Thôi đổ vô. Đổ vô trong đây. Ồ, thật nhiều dữ trời. Ông mua bao nhiêu vậy? Tô 30.000 đó đùa. Ô cha thật kìa. À, thấy chưa? Ha. Bây giờ nha. Rồi sao? Cắm cái này luồn qua bên đây. Luồn qua đây hả? Ừ, luồn qua bên đây. Rồi sao ăn? Thấy không? Cái lòi ra cái này. Cái lỗ này hả? Đúng rồi, anh thấy gì không anh Khải? Lu. Trời ơi. Gấp. Thấy gì chưa anh Khải? Ổn chưa anh Khải? Vậy là có lỗ gấp. Nè không chặt cái kem nữa đó. Ăn có nước sẵn luôn. Lộn cắm vô. Ăn ít thôi ăn chi nhiều. Chu cha. Ê lần đầu tiên tôi được ăn cái kiểu này luôn nha. Trời gấp ít thôi anh đừng gấp nhiều. Ít thôi không? Ừ. Khó quốc. Ừ nó thật ăn chứ. Như ai? Là mình chéo cái đó nó có cái lỗ để ăn đúng không? Đúng rồi. Không tuyệt vời. Ai tính ra cái cách này ở đâu có à? Mẹo mà. À đây là cách hướng dẫn mọi người mà ăn bún phở mà trong lúc làm công ty, nếu mà mọi người ăn này mọi người phải đỡ phải rửa tô ăn này cho nhanh. Ăn xong cái dục thôi. Dục luôn đó. Ê tính ra ăn kiểu này nó ngon. Gì phải ngon rồi. Đói. Với lại ăn đói nó ngon đói nữa. Đói ăn ngon ghê. Ông đâu có đói hả? Ăn đi. Nãy em ăn ngoài kia rồi. Ủa sao ông ăn nhanh dữ vậy? Ăn vụt quá nhanh á. Uống nước không? Ngon không? Tôi nói ngon. Ngon gấp mấy lần ngồi ăn cái một tô phở trong quán. Đúng rồi. Tại đói quá. Đây là cách đơn giản nha. Hướng dẫn mọi người ăn tô bún tô phở mà không cần phải dùng tô dùng đồ chỉ cho nó cực nha. Chị ăn vậy? Cái này nó rất là đơn giản với lại nó đủ hịt một cái tô luôn. Còn cái ống hút thì anh lấy chặt đầy cái cây tre hay là cái cây cỏ tròn tròn của Mỹ đó. Có ống lỗ đó lên hút có gì đâu. Không được không? Rồi anh ăn đi. Em đi ra ngoài kia em kiếm ít cá về nhà. Em tối em không ăn cơm mới đã. Chù cha ngon quá. Ăn nha em đi đó. Ừ.